Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá 15 tháng 12 của Khiến Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin này. Trước khi trận bán kết với Maroc diễn ra, đội tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, những cơn địa chấn trước đó mà Hakim Ziyech và các đồng đội tạo ra khiến nhiều chuyên gia nhận định đội tuyển Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn. Bước vào trận đấu, đội tuyển Pháp chủ động nhường thế trận cho Maroc. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi ngay ở phút thứ 5, Bounou đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của Theo Hernandez. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Pháp tiếp tục tạo ra những cơ hội ngon ăn khác. Tuy nhiên, Mbappe và Giroud đã không thể tận dụng được thành công để nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, Maroc tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng và dần lấy lại thế trận để tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, trong lúc những người Maroc hy vọng nhất thì đội bóng này lại bị thủng lưới sau cú sút của Kolo Muani ở phút 79. Những phút còn lại của trận đấu, dù đã rất nỗ lực và liên tiếp đạt khung thành của Hugo Lloris trong tình trạng báo động, tuy nhiên Maroc vẫn không thể tìm kiếm bàn thắng. Để thua trước đội tuyển Pháp, Maroc sẽ đụng độ với Croatia ở trận đấu tranh hạng 3 diễn ra vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Phát biểu khi đội tuyển Pháp đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 ở trận đấu bán kết thứ 2 của World Cup 2022, hậu vệ Theo Hernandez tin rằng đội tuyển Pháp không hề e sợ Lionel Messi khi đối đầu với Argentina ở chung kết World Cup. Messi không làm chúng tôi sợ hãi. Argentina là đội bóng phi thường và chúng tôi có vài ngày để chuẩn bị. Chơi hai trận chung kết liên tiếp là điều phi thường. Chúng tôi đã làm tốt, rất khó khăn, nhưng đội tuyển Pháp vẫn có mặt ở trận chung kết. Cuộc đối đầu với Argentina sẽ rất khác vì Lionel Messi. Chúng tôi đã xem gần hết các trận đấu ở World Cup 2022 và toàn bộ các trận đấu của Argentina. Chúng tôi hiểu Messi, nhưng Argentina có một tập thể phía sau sẵn sàng xả thân vì anh ấy. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và phân tích làm cách nào để tấn công và phòng ngự trước Argentina. Lionel Messi đang trải qua kỳ World Cup 2022 rất ấn tượng với 5 bàn thắng sau 6 trận đấu, 4 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Messi cũng dẫn đầu danh sách kiến tạo ở World Cup 2022 với 4 đường truyền cho đồng đội lập công. Mới đây, siêu sao người Argentina xác nhận trận chung kết diễn ra ngày 18 tháng 12 là lần cuối cùng anh sẽ ra sân ở đấu trường World Cup. Theo báo cáo từ Revelo và chính ký giả Fabrizio Romano xác nhận, Cristiano Ronaldo đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện Vanderbilt của Real Madrid. Chỉ 4 ngày sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết World Cup 2022 trước Maroc, tiền đạo 37 tuổi trở lại Real Madrid, ngôi nhà của anh trong 9 năm, từ năm 2009 cho tới năm 2018 để tập luyện nhằm duy trì phong độ và nền tảng thể lực cho nửa sau của mùa giải. Ronaldo được câu lạc bộ cấp phép để có thể tập luyện trên một sân khác với sân cho buổi tập của đội 1. Việc Ronaldo trở lại Vanderbilt khiến nhiều cầu thủ học viện phấn khích. Họ khao khát gặp huyền thoại và chụp một bức ảnh. Việc Ronaldo chọn tập luyện ở Vanderbilt và được câu lạc bộ cho phép chứng tỏ mối quan hệ giữa cả hai bên rất bền chặt. Sau khi hết hạn hợp đồng với Manchester United, Ronaldo đang tìm kiếm một câu lạc bộ mới. Anh nhận được một lời đề nghị hấp dẫn từ câu lạc bộ Onas nhưng vẫn chưa đồng ý. Lý do là Ronaldo đang chờ một số câu lạc bộ ở châu Âu. Ronaldo muốn trở lại Real Madrid nhưng ban lãnh đạo câu lạc bộ coi chương với Ronaldo đã khép lại và không muốn đưa cựu binh này vào đội hình hiện tại. Sofyan Amrabat đang là một trong số những cái tên gây sốt trên thị trường chuyển nhượng. Cầu thủ 26 tuổi không có nhiều tiếng tăm khi khoác áo câu lạc bộ Fiorentina. Tuy nhiên, anh lại bất ngờ tạo nên sự chú ý sau những màn trình diễn ấn tượng đưa Maroc lọt đến bán kết World Cup 2022. Amrabat sở hữu một lối chơi giàu năng lượng và khả năng đọc tình huống tốt. Anh luôn xuất hiện ở những điểm nóng trên sân, sẵn sàng pressing để ngăn chặn ý đồ của đối thủ nhưng cũng có mặt kịp thời để tham gia vào các đợt phản công. Chính vì vậy, ngôi sao 26 tuổi nhanh chóng được nhiều ông lớn như Man United, Liverpool, Atletico Madrid hay Barcelona chú ý. Và mới đây, chính Amrabat cũng đã lên tiếng về tình hình tương lai. Tôi tự hào được liên kết với các câu lạc bộ hàng đầu như Barcelona và Atletico Madrid. Nhưng tôi là cầu thủ của Fiorentina. Tôi tôn trọng câu lạc bộ và tôi có mối quan hệ tốt với chủ tịch. Tôi sẽ suy nghĩ về tương lai sau. Theo Tuto Sport, dẫn nguồn tin từ Football London, Arsenal đã tiếp cận người đại diện bên phía Dusan Vlahovic để tìm hiểu về khả năng chân sút 22 tuổi có thể rời Juventus vào tháng giêng. Sau chấn thương đầu gối của Gabriel Jesus, pháo thủ buộc phải lên kế hoạch tìm kiếm một tiền đạo mới nhằm tránh bị tụt lại trong cuộc đua vô địch Premier League. Và đại diện Bắc London sẵn sàng khơi lại mối quan tâm đến cầu thủ người Serbia với những đồn đoán cho rằng Juventus sẵn sàng bán tiền đạo này nếu họ nhận được lời đề nghị khoảng 80 triệu euro, số tiền từng bỏ ra để chiêu mộ Vlahovic từ câu lạc bộ Fiorentina một năm trước. Chân sút trẻ người Serbia là mẫu trung phong cắm điển hình với chiều cao cùng khả năng đánh hơi bàn thắng tuyệt vời. Mùa giải năm nay, anh đã có cho mình 9 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 19 lần ra sân trên mọi đấu trường.
trong bối cảnh Juve chìm sâu vào khủng hoảng, không loại trừ khả năng Arsenal sẽ vung tiền để chiêu mộ Vlahovic ngay tháng giêng. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.